Nghỉ lễ mọi người đã biết đi đâu chơi chưa? Nếu mà chưa biết đi đâu chơi thì hôm nay mời mọi người đi tham quan buổi trồng lạc online. Chị diễn ra đúng rồi không? Không đi mất đường tìm. Ở thành phố, một cơn mưa có thể tươi mát những tâm hồn những ngày nóng nực, thì ở quê mình, một cơn mưa còn là niềm trông ngóng của cả một gia đình, một làng, một xóm nữa cơ. Mọi người thấy bên sau không? Trời, như là đang đi đánh trận. Tối qua mưa to và nay nhìn cả làng mình nè. Mỗi mùa đến dịp này thì vui lắm. Cơn mưa mùa khô làm cho đất đai mềm hơn, nên năm nào cũng vậy, các mẹ các dì sẽ rủ nhau thuê đất làm chung. Năm trồng đậu nành, đậu đỏ, năm trồng bắp, năm nay thì chuyển qua trồng lạc. Nhà nhiều người thì vài sào, ít thì một sào là đủ. Tính ra là đủ lạc ăn nguyên năm, còn dư cả chục lít dầu ăn dùng dần nữa. Nhà mình thì cùng O7 với Bắc Linh, cả ba nhà chục người nô nức vui lắm. Làm hết nhà này thì cùng lọ mọ đến nhà khác. Nhà mình thì làm đến cuối cùng, tới xế chiều mới xong cơ. Lạc thì mẹ sẽ để dành từ năm cũ, gọi là lạc giống, chọn lựa riêng những củ đều to tròn để trồng. Đầu tiên là các bố sẽ bung đất và tạo rãnh, các mẹ thì đi sau bón phân rồi tỉa lạc. Còn tụi nhỏ thì nhẹ nhàng hơn, chỉ cần lấp đất cho những củ lạc vừa gieo. Cứ thế cặm cụi làm, nắng nóng cháy đầu, có mệt lử nặng chịu đôi chân thì lòng ai cũng hân hoan. Chỉ mong một vụ mùa bội thu cho bà con thôi. Cô gọi là chị bài. Biết đâu lỡ sau này yêu một cô nông dân thì sao đúng không? Làm quen trước đi. Khỏe lắm.